kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới vừa diễn ra. Mời quý vị theo dõi. Ban Chỉ huy quân sự huyện Thủ Thừa tổ chức chi trả trợ cấp một lần theo quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công quả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đợt này, huyện cấp giấy chứng nhận và chi trả 493 trường hợp với tổng số tiền hơn 980 triệu đồng. Theo đó, mỗi người được nhận số tiền thấp nhất 2 triệu đồng với thời gian tham gia dưới 1 năm và cao nhất là 3 triệu 500 ngàn đồng khi có thời gian tham gia đủ 2 năm trở lên. Những người được nhận trợ cấp một lần theo quyết định 49 của Chính phủ sẽ được hưởng thêm chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí. Đến thời điểm hiện nay, huyện Thủ Thừa tổ chức chi trả 942 trường hợp theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ và một số chế độ chính sách đối với dân công quả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế với tổng số tiền chi trả trên 1 tỷ 910 triệu đồng. Công an thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính giữa cơ quan tổ chức và nhân dân có quan hệ giải quyết các công việc hành chính với công an thị xã Kiến Tường. Tại buổi đối thoại, đại biểu có nhiều ý kiến bày tỏ sự hài lòng đối với lực lượng công an thị xã thời gian qua trong việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính và thái độ tiếp dân niềm nở. Đặc biệt, các thủ tục hành chính được rút gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ, được nhân dân đánh giá cao. Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thị xã làm tốt công tác đăng ký quản lý cư trú, tập trung vào những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính như hộ khẩu, chứng minh nhân dân, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện được tiến hành nhanh chóng, đúng quy định, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã cũng làm tốt công tác đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Ngoài ra, nhiều hộ dân cũng đóng góp ý kiến trên các lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, đảm bảo an toàn giao thông. Buổi đối thoại giúp lực lượng công an thị xã nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các cơ quan tổ chức và nhân dân trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện để nhân dân góp ý xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh và gắn bó mật thiết với nhân dân. Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Tân Trụ tổ chức nhân rộng mô hình điểm tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường gắn với ứng phó biến đổi khí hậu tại chùa Bổ Dân, ấp 6, xã An Nhật Tân. Qua khảo sát, ấp 6 xã An Nhật Tân là địa bàn thường xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do một bộ phận người dân đốt đồng sau thu hoạch, vứt vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, vứt rác thải ra đường, chất thải, xác xúc vật chết xuống kênh, sông, rạch, làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân. Sau khi phát động tuyên truyền, các chức sắc, chức việc, tín đồ, Phật tử nhận thức rõ hậu quả của tình trạng ô nhiễm môi trường, tác hại của biến đổi khí hậu, từ đó phát huy vai trò trách nhiệm của nhân dân và các chức sắc, chức việc, tín đồ, Phật tử tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể như thay đổi tập quán trong sản xuất nông nghiệp, không vứt rác, xác xúc vật ra môi trường, xây dựng hầm biogas để xử lý chất thải chăn nuôi, hạn chế dùng túi ni lông trồng cây xanh để bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Dịp này, Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Trụ hỗ trợ kinh phí xây dựng 14 hầm rác hữu cơ nhân rộng mô hình điểm tại 7 chùa trên địa bàn huyện. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 1 và phường 2 thành phố Tân An cùng ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chính trên địa bàn. Theo đó, toàn thể cán bộ công nhân viên, đoàn viên và người dân địa phương cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, nhổ cỏ dọc tuyến đường Ngô Quyền, Hai Bà Trưng và Bạch Đằng, đoạn giao giữa cầu Đúc. Đồng thời, sau khi quét dọn, các bạn đoàn viên thanh niên các địa phương còn thực hiện trồng hoa 10 giờ trong khuôn viên các chậu cây dọc tuyến đường này. Được biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thành phố Tân An hướng tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An và chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Tân An. Paraquat và 2,4D là hai hoạt chất có độ độc cao mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định loại khỏi danh mục được phép sử dụng kể từ tháng 1 năm 2017. Tuy nhiên, lộ trình giảm thiểu và tiến tới loại bỏ hẳn là trong vòng 2 năm, có nghĩa là đến tháng 2 năm 2019, Paraquat và 2,4D sẽ không được phép nhập khẩu và kinh doanh sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời hạn này, lượng hoạt chất Paraquat còn tồn 208 tấn chưa tiêu thụ hết, đòi hỏi cần phải có phương án xử lý theo quy định. Về phương án xử lý 208 tấn Paraquat còn tồn đọng, Cục Bảo vệ Thực vật đã có công văn gửi chuyên nghiệp hướng dẫn. Tuy nhiên, chính công văn này lại khiến dư luận đặt ra câu hỏi. Có hay không, việc Cục Bảo vệ Thực vật
nới tay cho doanh nghiệp có thêm thời gian kinh doanh thuốc do chính đơn vị này đã loại ra khỏi danh mục. Trả lời câu hỏi này, Cục Bảo vệ Thực vật cho rằng, do từ tháng 1 năm 2019, Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Thuốc Bảo vệ Thực vật đã kiến nghị Cục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, trong đó có hướng xử lý số thuốc chứa hoạt chất paraquat còn tồn đọng. Vấn đề đặt ra là hướng xử lý tại sao không phải là thu hồi tiêu hủy mà lại là cho phép thêm thời gian kinh doanh. Về vấn đề này, Cục Bảo vệ Thực vật cho biết thu hồi tiêu hủy là không khả thi. Cái việc mà thu gom để tiêu hủy là rất khó khăn và hầu như không khả thi, bởi lẽ người dân vẫn còn đang sử dụng. Và cái việc nếu chúng ta áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thì dẫn tới cái việc là có thể là người dân sẽ vứt bỏ ra môi trường và gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như là vật nuôi. Chính vì thế, Cục Bảo vệ Thực vật cũng cho rằng cần phải có thêm thời gian. Paraquat là hoạt chất có trong các loại thuốc trừ cỏ được nhập vào Việt Nam từ năm 1993. Và theo thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật, trước khi có quyết định loại bỏ, mỗi năm Việt Nam sử dụng 10.000 đến 11.000 tấn thuốc có chứa paraquat. Đến tháng 2 năm 2019, sau 2 năm thực hiện lộ trình loại bỏ, cả nước còn tồn đọng 208 tấn. Paraquat chỉ là một trong số nhiều loại hoạt chất thuộc nhóm có độ độc cao được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định loại bỏ ra khỏi danh mục trong những năm gần đây. Thưa quý vị, hiện nay bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp để khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Sau khi dịch xuất hiện từ ngày 28 tháng 2 đến nay, 100% xã thị trấn đều có các ổ dịch với hơn 105.000 con heo đã phải tiêu hủy, chiếm tỷ lệ hơn 20% tổng đàn heo. Nhiều xã đã công bố hết dịch, nhưng thời gian ngắn dịch lại quay trở lại. Những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày toàn tỉnh phải tiêu hủy 700 đến 800 con heo do dịch tả heo châu Phi. Trước tiên thì chúng tôi đã tham mưu ban tỉnh là tập trung chỉ đạo đề nghị bà con nông dân chăn nuôi, thế rồi là ở địa phương không được chủ quan và tập trung bằng mọi giải pháp để khắc phục tối đa, giảm bớt tối đa cái thiệt hại của dịch tả. Để phòng chống dịch, Hà Nam đã sử dụng hơn 41.400 lít hóa chất và gần 2.300 tấn vôi bột để tiêu độc khử trùng chuồng trại. Môi trường chuồng dịch, ngành nông nghiệp Hà Nam cho biết tỉnh đang nuôi 6,5 triệu con, cố gắng đến năm 2020 đạt 8 triệu con gia cầm. Nhìn chung trong các vụ tai nạn, người điều khiển phương tiện giao thông thường vi phạm luật an toàn giao thông hoặc chủ quan thiếu kỹ năng cần thiết khi lái xe. Do vậy, muốn lái xe an toàn, dù là nam giới hay nữ giới, cũng cần phải được đào tạo bài bản và tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Mỗi ngày, tại trung tâm đào tạo lái xe này có hàng trăm người học và thực hành các thao tác lái xe cơ bản. Bên cạnh việc học lý thuyết, các học viên còn được chia sẻ những kinh nghiệm, những tình huống phát sinh từ thực tế trên đường. Từ thực hành xe số tự động hay số sàn, các học viên đều phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản khi ngồi sau vô lăng. Chúng ta phải điều chỉnh cái ghế, cái gương, các dây an toàn trong quá trình chúng ta lái xe. Và chúng ta nên có một cái tâm lý ổn định nhất khi lái xe. Không nên nghe điện thoại, không nên làm việc riêng hoặc là không nên làm các công việc khác làm mất tập trung gây ảnh hưởng đến quá trình lái xe. Theo các chuyên gia, thì việc lái xe mất tập trung, sử dụng chất kích thích, sức khỏe không tốt hay trang phục rườm rà khi lái xe là những nguyên nhân gây mất an toàn trong quá trình điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, việc nắm rõ tình trạng của xe cũng như các thiết bị trên xe cũng cần được quan tâm. Kiểm tra kỹ càng các cái phương tiện trước khi mà chúng ta tham gia giao thông, từ kiểm tra hệ thống phanh, hệ thống lái còn hiệu lực và đảm bảo an toàn khi chúng ta cho xe lăn bánh đi trên đường. Cùng với đó, một số kỹ năng cơ bản cũng đã được các chuyên gia lưu ý như sau. Nên rèn luyện kỹ năng lái xe thật tốt trước khi tham gia giao thông, luôn giữ được tâm lý bình tĩnh khi lái xe, tập trung cao độ trong quá trình lái, có tư thế ngồi lái xe thoải mái, điều chỉnh ghế gương hợp lý để lái xe an toàn. Khi lái xe không nên đạp thốc ga và phanh gấp, không sử dụng chất kích thích, ma túy, rượu bia khi tham gia giao thông. Người lái xe phải có đủ điều kiện về sức khỏe khi lái xe, trang phục khi lái xe phải thoải mái, hạn chế đi giày cao gót khi lái xe để các thao tác chính xác, thường xuyên bảo dưỡng và kiểm tra các hệ thống an toàn trên xe ô tô của mình.